Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những nội dung chính sau đây. Nga cảnh báo Thế chiến 3, Ukraine đang mạo hiểm khi tấn công vùng Kursk. Ai Cập thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza, Liên Hợp Quốc tố Israel gây thương vong lớn. Vệ binh Nga kiểm tra mọi ngóc ngách truy tìm binh sĩ Ukraine ở Kursk. Mỹ chấp thuận bán phiên bản mới nhất của tên lửa Patriot cho Đức. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau các cuộc tấn công ngày càng gia tăng dọc biên giới giữa Liên bang Nga và Ukraine, nghị sĩ Quốc hội Liên bang Nga, ông Mikhail Sheremet cảnh báo chiến dịch xâm nhập của Ukraine do phương Tây hậu thuẫn đã đưa thế giới đến gần cuộc chiến tranh toàn cầu. Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Sheremet cho rằng sự hiện diện của thiết bị quân sự phương Tây, việc đạn dược và tên lửa phương Tây được Ukraine sử dụng trong những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là bằng chứng không thể chối cãi về sự tham gia của người nước ngoài trong chiến dịch tấn công lãnh thổ Liên bang Nga. Từ đó, theo ông Sheremet nhận định rằng người ta có thể đi đến kết luận thế giới đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Tờ thời báo Hindustan của Ấn Độ cho rằng bình luận của ông Sheremet phản ánh nỗi lo ngại ngày càng tăng ở Moscow rằng cuộc xung đột với Ukraine không còn là vấn đề khu vực nữa mà có thể gia tăng thành một thảm họa toàn cầu, xét đến việc Kiev đang được các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu hỗ trợ. Mức độ nghiêm trọng của tình hình đã được ông Nikolai Patrushev, một trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, lặp lại trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia. Trong cuộc phỏng vấn đó, ông Patrushev cũng cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các cơ quan tình báo phương Tây dàn dựng cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Đến nay, mục tiêu của cuộc tấn công mạo hiểm này vẫn chưa rõ ràng. Liệu Ukraine có tiếp tục đào chiến hào, chiếm giữ các vùng lãnh thổ và tiến sâu vào Nga hay sẽ rút lui? Sự bất ngờ trong kế hoạch hành động của Ukraine đã làm nổi bật những hạn chế của đối phương. Tuy nhiên, cuộc tấn công cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm điểm yếu của Ukraine khi mở rộng chiến tuyến và điều động các lực lượng mới giữa thời điểm các nhà lãnh đạo quân sự đang thiếu nhân lực. Để tiến hành chiến dịch tấn công vào Kursk, Ukraine đã triển khai các tiểu đoàn được rút từ nhiều lữ đoàn, mà trong đó một số lực lượng được rút từ những khu vực nóng nhất tiền tuyến, nơi cuộc tấn công của Nga không có dấu hiệu giảm bớt. Cho đến nay, lợi thế chiến lược tổng thể của Moscow vẫn được bảo toàn. Về mặt chính trị, cuộc đột kích của Ukraine đã lật ngược tình thế với Nga và đặt lại các điều khoản xung đột mà trước đó Kiev dường như ngày càng cam chịu chấp nhận các điều khoản ngừng bắn bất lợi. Cuộc tấn công cũng là một ví dụ mạnh mẽ về quyết tâm của Ukraine và là thông điệp gửi tới các đồng minh phương Tây đang lưỡng lự trong việc cho phép sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết cuộc đột kích giúp tăng cường vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tương lai với Nga. Mặc dù giao tranh tiếp diễn, nhưng vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine hiện nay hầu như không có giá trị về mặt kinh tế hay chiến lược. Các căn cứ quân sự lớn đều nằm xa khu vực giao tranh và các cuộc tiến công của Ukraine dự kiến sẽ chậm lại khi Nga điều động thêm lực lượng. Các quan chức Ukraine cho biết họ không có ý định chiếm Kursk, nhưng có thể sẽ tìm cách thiết lập một vùng đệm để bảo vệ các vùng lãnh thổ nằm ở khu vực Sumy ở biên giới khỏi các cuộc pháo kích liên tục của Nga và ngăn chặn các tuyến tiếp tế của đối phương tới phía đông bắc. Chiến dịch Kursk được tiến hành nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi mặt trận phía đông Ukraine, nơi Kiev đang chịu tổn thất về nhân lực và phải vật lộn để khắc phục những rạn nứt trong hệ thống phòng thủ của mình. Hầu hết tổn thất về lãnh thổ trong tháng 6 và tháng 7 của Ukraine đều được ghi nhận ở khu vực Pokrovsk, với giao tranh ngày càng gia tăng gần các thị trấn Toresk và Chasiv Yar. Lực lượng của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công đó để lợi dụng sự mệt mỏi và tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine. Trong nhiều trường hợp, tổn thất là kết quả của việc luân chuyển binh sĩ không đúng thời điểm và những sai lầm gây nghi ngờ về chiến lược tổng thể của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Theo Reuters, đầu tháng 8, quân đội Ukraine không kích sân bay Morozovsk ở miền nam nước Nga và làm hư hại 3 chiếc Su-34. Cuối tháng 7, tờ Pravda của Ukraine đưa tin máy bay không người lái UAV nước này tấn công trúng một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đậu tại căn cứ không quân Olenia ở miền bắc nước Nga. Trước đó, tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga cũng bị tấn công và hư hại. bị tấn công nhiều lần vào sân bay, nhưng vì sao Nga vẫn luôn bị động và khó chống trả các cuộc không kích của Ukraine? Sự tự tin của Nga không chỉ bắt nguồn từ việc nước này kiểm soát được vùng trời lãnh thổ, mà còn bởi hầu hết các sân bay của nước này đều nằm ở hậu phương, cách tiền tuyến với Ukraine từ 600 đến 1.800 km. Tên lửa hành trình Storm Shadow được NATO sử dụng để hỗ trợ Ukraine có tầm bắn tối đa hơn 500 km, về mặt lý thuyết là nằm ngoài tầm với. Bất ngờ thay, tháng 12 năm 2022, căn cứ không quân Engels, nơi đậu số lượng lớn máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 bị UAV Ukraine tấn công từ khoảng cách xa. Sau khi điều tra, người ta phát hiện UAV của Ukraine được cải tiến từ máy bay trinh sát Tu-141 với tầm bay 1.000 km. Tuy nhiên, vì tổn thất nhỏ nên quân đội Nga không mấy quan tâm đến vụ việc, để rồi diễn biến sau đó của xung đột cho thấy người Nga quả thực đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Kể từ đầu năm nay, các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào các sân bay sâu trong lãnh thổ Nga dù không thường xuyên nhưng chưa bao giờ bị ngăn chặn hoàn toàn. Lấy vụ tấn công căn cứ không quân Aktubinsk vào tháng 6 làm ví dụ, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, đây là một trong số ít sân bay Nga có tiêm kích tàng hình Su-57 đồn trú thường xuyên và cách tiền tuyến khoảng 600 km. Để gây nhầm lẫn cho đối thủ, quân đội Nga đã vẽ mục tiêu giả phẳng hai chiều cạnh đường bay Su-57. Tuy nhiên, phương pháp ngụy trang sơ sài này không thể đánh lừa được các vệ tinh trinh sát hiện đại có độ phân giải cao. Cuối cùng, cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã thành công khi phá hủy một chiếc Su-57. Vụ việc cũng cho thấy hệ thống cảnh báo sớm tầm xa của Nga có thể tồn tại những lỗ hổng lớn và thiếu các phương tiện hiệu quả để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa tầm xa. Trong các hệ thống phòng không hiện đại, một chiếc máy bay cảnh báo sớm có khả năng phát hiện 360 độ không có điểm mù với khoảng cách xa là một phần không thể thiếu và vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột nổ ra, có rất ít tin tức về việc điều động máy bay cảnh báo sớm của Nga. Ngoài vấn đề bảo mật, nguyên nhân quan trọng hơn có thể là số lượng máy bay cảnh báo sớm của Nga không nhiều. Theo Forbes, quân đội Nga được trang bị 9 máy bay cảnh báo sớm A-50 trước xung đột. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng do mất 2 máy bay cảnh báo sớm trong năm nay, quân đội Nga có thể chỉ còn lại 7 chiếc A-50. Hiện tại, quân đội Nga chỉ có thể dựa vào một số radar phòng không mặt đất tầm xa và một số hệ thống phòng không S-400, S-300 được triển khai tại thực địa để tìm kiếm mục tiêu trên không. Trong trường hợp này, sẽ khó đạt được bao phủ toàn bộ vùng trời rộng lớn. Hiện tại, quân đội Nga đang áp dụng cách tiếp cận đa hướng và không ngừng nghiên cứu các kỹ chiến thuật chống UAV hiệu quả. Có thể kể đến chiến thuật triệt tiêu gây nhiễu điện tử định hướng hoặc công suất cao, đồng thời sử dụng các phương tiện khác như súng ngắn, tên lửa phòng không và súng phòng không để bắn hạ UAV của đối phương. Theo Newsweek, cuối tháng 7, quân đội Nga đã triển khai hệ thống phòng không Panzer S-1 nhằm đề phòng bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra gần nơi ở của Tổng thống Nga Putin tại Vandai, một thị trấn phía tây bắc Moscow. Cả Nga và Ukraine đều đang cố gắng sử dụng UAV để chống UAV. Trang Aviator của Mỹ gần đây đã chia sẻ một đoạn video về trận không chiến giữa các UAV. Trong video, một UAV của Ukraine được trang bị gậy liên tục tấn công vào cánh quạt đuôi và cánh của một UAV Nga. Những trận không chiến đặc biệt như vậy đang trở nên phổ biến trên chiến trường Nga-Ukraine. Ngoài ra, lực lượng Nga và Ukraine cũng đang sử dụng UAV trinh sát để lùng sục nơi ẩn náu của đối thủ, sau đó sử dụng UAV cảm tử hoặc xác định vị trí để pháo binh tấn công. Các cuộc không kích và phản công giữa hai bên vẫn chưa biết khi nào đến hồi kết. Ukraine tuyên bố đã đạt được bước tiến lớn nhất kể từ chiến dịch đột kích vào Kursk khi kiểm soát được hàng chục khu định cư tại đây và lấn sâu thêm vào lãnh thổ của Nga. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ phía Ukraine cho biết, Kiev đã che mắt được Moscow khi đổ thêm hàng nghìn binh sĩ vào Kursk trong tuần qua. Cuộc đột kích bất ngờ lần này giúp Ukraine giành ưu thế lớn nhất trên chiến trường kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine. Hiện nay, cuộc đột kích của Ukraine đã thay đổi tình hình chiến trường. Sự bất ngờ trong kế hoạch hành động của Ukraine đã làm nổi bật những hạn chế của đối phương. Tuy nhiên, cuộc tấn công cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm điểm yếu của Ukraine khi mở rộng chiến tuyến và điều động các lực lượng mới giữa thời điểm các nhà lãnh đạo quân sự đang thiếu nhân lực. Hiện Nga đã rút một số binh sĩ ra khỏi miền nam Ukraine, đưa trở lại bên kia biên giới để điều đến giúp ổn định tình hình vùng Kursk sau cuộc thâm nhập bất ngờ của Kiev vào tuần trước. Ông Dmytro Likhovy, phát ngôn viên của quân đội Ukraine, nói với tờ Politico rằng Nga đã rời một số đơn vị của mình khỏi cả hai khu vực Zaporizhia và Kherson ở phía nam Ukraine. Theo báo Lenta của Nga, cơ quan báo chí vùng Kursk thông tin, vệ binh quốc gia Nga đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm và hạ các nhóm phá hoại và trinh sát của lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod. Trong một video do Nga công bố, có 3 binh sĩ Nga đang áp giải 5 binh sĩ Ukraine đi thành hàng. Sau đó, các binh sĩ Ukraine đã phải nằm úp xuống đất để binh sĩ Nga kiểm tra người. Theo Bộ Quốc phòng Nga, số binh sĩ trên thuộc Lữ đoàn Tấn công Đường không số 80 và 82 của lực lượng vũ trang Ukraine. Sĩ quan vệ binh quốc gia Nga đã tham gia thực thi pháp luật và kiểm soát hoạt động lưu thông vũ khí ở khu vực biên giới. Ngoài ra, nhà máy điện hạt nhân Kursk cũng được tăng cường các hoạt động phòng vệ để ngăn ngừa các đợt tấn công từ Ukraine. Lực lượng vệ binh Nga đặc biệt chú ý đến việc chống lại các máy bay không người lái UAV cảm tử. Cơ quan báo chí vùng Kursk thông báo, các đội vệ binh Nga đã tiến hành trinh sát khu vực, theo dõi các chuyển động và xác định các thành trì ẩn giấu của đối phương, điều chỉnh hỏa lực pháo binh và tiến hành khai thác từ xa các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Chiến dịch Kursk được tiến hành nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi mặt trận phía đông Ukraine, nơi Kiev đang chịu tổn thất về nhân lực và phải vật lộn để khắc phục những rạn nứt trong hệ thống phòng thủ của mình. Lực lượng của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công để lợi dụng sự mệt mỏi và tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine. Trong nhiều trường hợp, tổn thất là kết quả của việc luân chuyển quân không đúng thời điểm và những sai lầm gây nghi ngờ về chiến lược tổng thể của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Chuyên gia quân sự của Ukraine, Konstantin Mashovet nhận định, không đời nào Nga dừng các hành động của mình ở những khu vực tiền tuyến mà họ thành công về mặt chiến thuật. Ở đó, họ sẽ tiến công và siết chặt cho tới binh lính cuối cùng, bất kể thế nào đi nữa. Nhưng việc tiến vào Kursk có thể buộc Điện Kremlin phải rút quân dự bị từ những khu vực có tầm quan trọng thứ yếu của tiền tuyến. Tỉnh Sumy của Ukraine giáp tỉnh Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đang tiến hành một kế hoạch quân sự nhằm phân tán lực lượng Nga từ các khu vực khác của chiến trường. Đầu tháng 8, hàng nghìn binh sĩ Ukraine từ Sumy đã tấn công vào Kursk. Ukraine tuyên bố giành hàng chục khu định cư trong một động thái được cho là giảm áp lực từ các cuộc tấn công dồn dập của Nga ở Donbass và nâng cao vị thế trên bàn đàm phán trước Moscow trong tương lai. Theo một video có độ phân giải cao do Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố, một trong những hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Washington cung cấp cho Kiev đã bị phá hủy ở khu vực Sumy. Cụ thể, video cho thấy M142 HIMARS phóng 2 tên lửa từ một con đường ở khu vực Sumy. Sau đó, đơn vị di chuyển xuống đường và vào rừng để nạp đạn. Chỉ trong vài phút, một tên lửa đạn đạo Iskander đã tấn công khu rừng, phá hủy hệ thống HIMARS của Ukraine. Video cũng cho thấy các vụ nổ thứ hai của kho đạn HIMARS. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã phá hủy bệ phóng, bệ nạp 6 tên lửa và 2 phương tiện phục vụ của đơn vị pháo binh Ukraine. M142 được lắp trên khung gầm xe tải, có bánh và có thể bắn hàng loạt rocket dẫn đường bằng GPS hoặc tên lửa đạn đạo PAC-3 MS tầm xa. Theo thông tin do Lầu Năm Góc công bố, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine ít nhất 40 bệ phóng HIMARS. Được định danh là vũ khí tấn công cấp chiến thuật, tổ hợp tên lửa Iskander-M có thể khai hỏa vào 2 mục tiêu khác nhau trong vòng 1 phút. Đạn tên lửa Iskander-M nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn nổ phá mảnh nặng 480 kg. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo quỹ đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Iskander-M rất hiệu quả trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương như sân bay, kho tàng, trung tâm chỉ huy. Tầm bắn của tổ hợp này đạt từ 50 đến 500 km. Mỗi xe phóng tên lửa Iskander-M thường mang theo 2 đạn tên lửa. Ngày 15 tháng 8 được coi là cột mốc đen tối tại Gaza khi số người thiệt mạng do xung đột tại đây đã vượt quá 40.000 người. Trong bối cảnh đó, các bên cũng đang nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến với việc mở màn vòng đàm phán ngừng bắn mới ở Doha, Qatar. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Türk, trung bình có khoảng 130 người thiệt mạng mỗi ngày ở Gaza trong 10 tháng qua. Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cũng ghi nhận các hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế của cả quân đội Israel và các nhóm vũ trang Palestine, bao gồm Hamas. Trước tình hình này, ông Volker Türk tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức. Ông nói, khi thế giới suy ngẫm và cân nhắc về sự bất lực của mình trong việc ngăn chặn cuộc xung đột này, tôi kêu gọi tất cả các bên đồng ý ngừng bắn ngay lập tức, hạ vũ khí và chấm dứt việc này một lần và mãi mãi. Các con tin phải được thả, người Palestine bị bắt giữ tùy tiện phải được trả tự do, sự kiểm soát bất hợp pháp của Israel phải chấm dứt và giải pháp hai nhà nước được quốc tế nhất trí phải trở thành hiện thực. Lời kêu gọi của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền được đưa ra trong bối cảnh Vòng đàm phán mới về ngừng bắn giữa các bên đã được nối lại vào ngày 15 tháng 8 tại Doha, Qatar, với sự tham dự của Mỹ, Qatar, Ai Cập và phái đoàn Israel. Phía Mỹ cho biết, mặc dù không mong đợi sẽ đạt thỏa thuận ngay lập tức, tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã có sự khởi đầu đầy hứa hẹn và dù Hamas không tham dự, nhưng họ đang nhận được các thông tin đầy đủ từ các đại diện có mặt tại cuộc họp. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết, Qatar và Ai Cập đang làm trung gian với Hamas. Các đối tác đã đảm bảo với chúng tôi rằng Hamas sẽ đại diện theo một cách nào đó, hình thức này hay hình thức khác, và họ chắc chắn sẽ là một phần của các cuộc đối thoại đang diễn ra. Điều này có lẽ là cần thiết khi chúng ta nói về các cuộc đàm phán giữa hai bên. Vì vậy, chúng tôi không nghi ngờ gì rằng hình thức đàm phán hiện tại có thể đạt được mục tiêu mà các bên đề ra. Dư luận đánh giá, vòng đàm phán đang diễn ra là nỗ lực mới nhất của các bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu thực chất, đòi hỏi sự nhượng bộ đến từ cả Israel và Hamas. Trước thềm vòng đàm phán mới này, phong trào Hamas đã truyền tải thông điệp với các bên trung gian rằng nếu Israel đưa ra một đề xuất nghiêm túc phù hợp với các đề xuất trước đó của Hamas, nhóm này sẽ tiếp tục tham gia đàm phán. Nếu không, vòng đàm phán hiện tại hoàn toàn có thể đi vào ngõ cụt như các vòng đàm phán trước đó. Vừa qua tại Cairo, phái đoàn Ai Cập tham gia các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải thúc đẩy một công thức đồng thuận để đạt được lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở vùng lãnh thổ ven địa Trung Hải này. Kênh tin tức Al-Qahera News của Ai Cập dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết phái đoàn nước này đang nỗ lực hết sức để đảm bảo đạt được thỏa thuận ngừng bắn rất cần thiết ở Gaza. Theo nguồn tin này, các nhà trung gian hòa giải từ Ai Cập, Qatar và Mỹ đang phối hợp để đưa quan điểm của các bên tiến gần hơn tới việc đạt được lệnh ngừng bắn. Ai Cập cùng Mỹ và Qatar đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tuần trước, các nhà lãnh đạo ba nước này đã ra tuyên bố chung kêu gọi Israel và Hamas nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tổng lực trong khu vực sau vụ ám sát chỉ huy quân sự hàng đầu của phong trào Hezbollah tại Beirut, Liban và vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran, Iran. Vòng đàm phán mới nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza đã được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar ngày 15 tháng 8. Phái đoàn Israel gồm Giám đốc Cơ quan Tình báo David Barnea, Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Ronan Bar và quan chức phụ trách giải phóng các con tin Nizan Allen tham gia đàm phán. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns và đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Brett McGurk đại diện cho Washington tại vòng đàm phán này. Cơ quan Y tế tại Gaza cho biết xung đột bùng phát từ tháng 10 năm 2023 đến nay đã khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng và bị thương, hầu hết cơ sở hạ tầng bị phá hủy và phần lớn dân số ở giải đất này phải di rời. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về số người thiệt mạng tăng vọt tại Gaza, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Quan chức Liên Hợp Quốc cáo buộc lực lượng phòng vệ Israel IDF không tuân thủ các quy tắc chiến tranh khi tiến hành các hoạt động quân sự, phá hủy nhà cửa, bệnh viện, trường học tại Gaza trên quy mô thực sự gây sốc. Ông Türk cho biết Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ghi nhận những vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế của các bên xung đột tại Gaza. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza, cũng như tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán phiên bản mới nhất của tên lửa Patriot cho Đức, thỏa thuận có giá trị ước tính lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Theo thông báo, thỏa thuận bán vũ khí quân sự cho nước ngoài của Mỹ bao gồm 600 tên lửa Patriot PAC-3 MSE do Lockheed Martin sản xuất, trong đó có 10 tên lửa có thể mua ngay. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo đến Quốc hội Mỹ để xin sự chấp thuận đối với thỏa thuận. Thời gian qua, Đức tăng cường đầu tư vào năng lực phòng thủ tên lửa và không quân khi gửi hệ thống Patriot cũng như tên lửa đánh chặn tới Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Nga. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng DSCA cho biết, Thường vụ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một đồng minh NATO có vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và chính trị ở châu Âu. Đức đã đặt hàng hệ thống Patriot do tập đoàn RXT sản xuất trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ và 1,2 tỷ đô la Mỹ dành cho thành phần hệ thống vào tháng 7. Kết hợp cả hai hợp đồng, Tập đoàn Raytheon sẽ cung cấp 8 đơn vị hỏa lực Patriot hoàn chỉnh. Tập đoàn Raytheon cũng nhận hợp đồng trị giá 478 triệu đô la Mỹ từ NATO vào đầu tháng này để bổ sung tên lửa dẫn đường nâng cao Patriot hay GMT do Đức gửi đến Ukraine. Hợp đồng này xuất phát từ quan hệ đối tác giữa Ukraine, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Đức. Đây đều là những quốc gia đồng ý tài trợ cho việc mua sắm tên lửa GMT để bổ sung cho kho dự trữ. Ngoài ra, những quốc gia trên đồng ý đặt hàng tới 1.000 tên lửa GMT như một phần của hợp đồng sản xuất và giao hàng vũ khí trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ từ liên doanh giữa MBDA Đức và Raytheon. Sự thống trị của Patriot tại Ukraine thu hút sự chú ý mới và khách hàng tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới. Đức là nước sử dụng Patriot lâu năm. Patriot đóng vai trò hệ thống phòng không cho 19 quốc gia, trong đó 15 quốc gia sử dụng PAC-3 MSE cho kho tên lửa của riêng mình. Lockheed Martin chế tạo 550 tên lửa mỗi năm nhằm bổ sung cho các tên lửa PAC-3 MSE gửi đến Ukraine. Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo 350 tên lửa vào năm 2018 và tăng con số đó lên 500 một năm trước khi xung đột quân sự nổ ra ở Ukraine. Tập đoàn Lockheed Martin cũng đầu tư nội bộ để tăng sản lượng 650 tên lửa PAC-3 MSE hàng năm vào năm 2027 tại cơ sở sản xuất Camden, Arkansas.